Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 10 đạp 18 đồng token Pet Exchange. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cộng phát hành là 18 triệu, đã có 442 tài khoản holder và đã phát sinh 1045 lần giao dịch nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net. Nên truy cập website được mình ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chú Ralef của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token đồng vào ví cho mình. Ký hiệu và EAX. Số tập phân là 18 nhé. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm tập phần. Rồi, sau khi đã thêm được chỉ tập phần vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net, truy cập vào bước 2, đừng rút gọn đây để nhận tập phần. Rồi, các bạn nhấp vào cái này nhé. Các bạn nhấp vào cái khóa ăn đồ thì các bạn đi làm lại drop nhé. Rồi, chương trình ăn drop nó sẽ kết thúc vào 63 giờ nữa nhé. Ở đây các bạn có thể bỏ số một số 4 nhỏ như 0.05 BTC mua cái đồng này để hold tích trữ nhé, nếu có điều kiện. Còn nếu các bạn làm các bạn nhấp vào cái này giúp mình. Rồi, đây là cái đầu tiên cái ví các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Chưa hiển thị em mà ký ra chưa được nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.net để cập nhật những dự án mới khi phần thưởng token mới nhất trên nền tảng Binance nhé. Ngoài ra trên đây có nhiều thông tin về một cái video về đầu tư tiền điện tử hoặc là những cái drop của Telegram làm nhiệm vụ để kiếm token nhé. Bạn lưu ý đối với một bên cánh tay phải là cái nút vừa ấn drop đặc biệt sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây đăng ký nhấn vào nút nhận token tương ứng với mỗi cái ô này là một dự án nhận token mới sẽ mở ra một cái website mới đó. Còn cái tương ứng của nó là cái contract thì các bạn copy và dán sang ví của các bạn đấy nhé. Sau đó các bạn vào web để nhận token nhé. Rồi, quay lại cả vấn đề làm mình sử làm ở phần đó này. Rồi, ra là 0.00553 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, không có lỗi. Một ví khác mình đã claim thành công được rồi. Rồi, đang mình đang được xử lý. Rồi, các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọng đầu. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký nhé để ủng hộ kênh. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Việt Nam nhận được 18 đồng token Dash Exchange. Thì video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.